Vào năm 2222, thế giới đã phải chịu một đại dịch vô cùng nguy hiểm. Đại dịch này khiến cho con người mất ý thức và dần trở thành xác sống, sau đó đi tấn công tất cả mọi người. Bọn xác sống này lây lan rất nhanh và dần trở nên đông đúc. Sức mạnh của chúng rất kinh khủng, khiến cho con người không thể nào có thể chống lại được. Rất ít người có thể sống sót và thoát khỏi đại dịch này và luôn phải sống trong lo sợ. Và từ đó, một thế giới xinh đẹp bỗng trở nên hoang tàn và đổ nát. Và đại dịch này có tên Đại dịch Zombie. Hiện giờ ở đây có 1, 2, 3. À, 3 con zombie. Được, kiểu này thì xử lý đơn giản thôi. Headshot. Quá đơn giản. Chà, thật chứ, mấy con zombie này chết mà chả rơi được vật phẩm nào. Tưởng cả 3 viên đạn. Có một chiếc xe nè. Wow, trời ơi, đẹp dữ vậy. Chà, chiếc xe này vừa đi mà vừa săn zombie là trời ơi, quá xá đã luôn. Ui, ngầu quá à. May ghê luôn á, cuối cùng tìm thấy đồ ăn rồi. Bên này có cá với tôm nè, nhưng mà để lâu quá, chắc là không ăn được nữa rồi. Còn gì ăn được nữa không ta? Ủa, gì đây? Bánh mì hả? Hình như bánh mì còn ăn được. Ui, may quá trời luôn nè. May quá, kẹo này lông trời thương mình rồi. À, trời ơi, thật là sảng khoái. Ổ bánh mì đầu tiên trong ngày. Ăn no rồi, bây giờ phải đi thôi. Ủa, chuyện gì vậy? Ủa, sao xe dừng lại trời? Ai, trời ơi, hết xăng nữa rồi hả? Trời ơi, xe máy ơi, nổ máy giúp tao dùm cái đi. Đừng hết xăng bây giờ được không? Kiểu này chắc phải đi bộ nữa rồi. Ủa, chết, zombie. Ôi, trời đất ơi, xém tí nữa là bị phát hiện rồi. Ôi, may ghê luôn á. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. Kiểu này phải tiêu diệt bọn này rồi. Chiến đấu thôi. Quá đơn giản. Xui cho các ngươi là hôm nay gặp được ta, thợ săn zombie. Con người, ta thèm ăn thịt con người. Cái gì ta? Zombie. Thả ta ra. Thả ta ra. Con zombie nó ồn ào quá à. Ngươi im lặng hay không? Ngươi mà ông im á, tao bắn bây giờ có tin đâu, hả? Ta muốn ăn thịt ngươi. Cái gì? Muốn ăn thịt ta hả? Còn lâu. Mà tại sao con zombie lại biết nói chuyện ta? Thường thường zombie đâu biết nói đâu. Phải thử mới biết được. Nè zombie kia, ngươi có ăn bánh mì không? Nè, lê bánh mì nè, ăn đi. Nè, bên kia, ăn được không? Ta muốn ăn thịt ngươi. À, vậy là ngươi không ăn được bánh mì đúng không? Thôi được rồi, ngồi im đó cho ta. Ta đi ăn. Không biết bây giờ gia đình mình đang ở đâu rồi nhờ? Ba mẹ,
Em gái, giờ này mọi người đang ở đâu? Con nhớ mọi người quá. Thôi, chắc bây giờ phải về nhà thôi. Nhưng mà khoan, giờ con zombie này tính sao ta? Đây là một con zombie đặc biệt, biết nói chuyện, khác với những con zombie khác. Kiểu này phải đem nó về thôi. Nhiều lúc nó lại giúp ích cho mình. Phải đem nó về thôi. Ngàn zombie kia, ngồi đây nghe chưa? Nghe nói gì đó, không được đi lung tung á. Ta muốn ăn thịt ngươi. Chỉ còn một bình thuốc hồi máu này thôi. Phải giữ nó lại, phòng trường hợp bị zombie tấn công. Đi ngủ thôi. Cái mùi gì vậy ta? Ủa, cái tiếng gì ồn ào dữ vậy ta? Hả? Zombie! Trời đất ơi, chết rồi, bọn zombie phát hiện mình rồi. Nhưng mà bọn zombie là đông quá, làm sao mình tiêu diệt hết được đây? Không ổn rồi, bây giờ phải lấy súng với vũ khí thôi. Này cô gái, cứ bình tĩnh. Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi. Bình tĩnh bạn ơi, bình bình tĩnh. Từ nãy đến giờ ta quên mất là trong nhà có một con zombie. Bây giờ ta phải tiêu diệt ngươi trước. Bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh. Tính ra bạn là cái người bắt tôi về nhà luôn á. Xong giờ bạn nói rằng là tôi vô nhà bạn hồi nào hả? Với lại là bạn yên tâm đi, tôi không có làm hại bạn đâu. Tôi trở lại làm con người rồi. Gì? Con người hả? Nhìn ngươi đi, ngươi khác gì một con zombie hay không? Hả? Tôi biết rằng là tôi là zombie, nhưng mà tôi không hiểu sao tự nhiên tôi lại có ý thức của một con người trở lại rồi. Cho nên bạn yên tâm đi, tôi không làm hại bạn đâu. Bây giờ bạn muốn thoát khỏi bọn zombie này á thì bạn hãy mau cởi trói tôi đi, tôi sẽ giúp bạn. Yên tâm, tôi hứa không làm hại bạn đâu. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ tin ngươi lần này, nhưng mà nếu ngươi dở trò gì á, ta xử ngươi luôn á. Rồi, biết rồi mà, làm ơn tin tôi đi, thả tôi ra trước đã. Trời ơi, bạn trói ngứa quá à. Tháo dây cho tôi đi. Thôi được rồi, đợi ta xíu. Nhanh lên bạn ơi. Trời ơi, thiệt luôn á, bạn quá đáng á luôn, bạn biết không? Bạn chối tôi gì mà chật quá à, mỏi hết tay chân tôi nè. Thoải mái ghê luôn á. Trời ơi, bây giờ không còn thời gian để cậu than thở đâu. Bây giờ hãy tìm cách đi kìa. Zombie sắp phá nhà rồi kìa. Trời, yên tâm. Tôi á, là tôi sống ở cái thành phố này lâu lắm rồi, cho nên tôi biết hết tất cả ngóc ngách ở trong thành phố này. Yên tâm, cứ đi theo tôi. Mấy con zombie này, mình cũng là zombie mà ta. Đi theo tôi, nhanh lên. Leo đây, bên đây nè. Leo đây. Trời, chết rồi, kiểu này là không còn đường chạy rồi bạn ơi. Zombie dưới đây đông quá à, làm sao mà chạy được đây. Ôi, giờ sao đây? Yên tâm, để tôi tính. Bây giờ, có cách rồi, đi theo tôi. Bên này. Đây. Hả? Thấy chỗ này không? Ủa, cái chỗ này, ủa, leo lên đây hả? Đúng rồi, bây giờ bọn mình phải leo lên trên đó. Đi theo tôi, yên tâm đi. Có được không vợ? Nhìn cao quá à. Cao cái gì mà cao, nó có một tí ra à, cố gắng lên. Bây giờ bạn muốn bạn sợ độ cao hay là bạn sợ zombie ăn thịt? Nhanh lên. Lên đây. Tôi biết rồi. Ây da. Coi chừng nó nha. Coi chừng nó ngã. Bây giờ đi theo tôi. Qua đây. Ôi trời. Đừng có nhìn xuống dưới nha, nhìn xuống dưới là sẽ bị sợ đó. Đi qua đây. Tiếp theo nữa đi đâu giờ ta? Chỗ này đường cục mất rồi. Đây. Bạn có nhìn thấy ở bên đây có cái cọng dây không? Có. Bây giờ nhảy qua bên đó, sau đó bám vào cọng dây, nghe chưa? Ủa sao mà được, xa này sao mà nhảy được? Cậu khùng hả? Bây giờ cậu không nhảy là cậu bị zombie ăn thịt đó, cậu chọn cái nào? Rồi được rồi, tôi nhảy được chưa? Trời ơi, thiệt luôn á. Có vậy thôi à, coi tôi nè, bây giờ tôi nhảy trước cho cậu xem nè. Ơi, ơi. Bám vô
Đây, đây, từ từ để tôi leo trước. Trời luôn á, tôi cũng ghét cái trò leo thiệt rồi. Ok rồi. Ủa, nhảy 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 qua đi. Ủa, zombie mà sao còn biết nhảy vậy? Ủa, zombie cũng có chân có tay mà bà nội. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, 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 sợ gần chết luôn à. Rồi, 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 bây giờ qua đây. Để tôi xem coi. Hình như là đường này tôi sẽ sử dụng trí thông minh của tôi. À, đây, tôi thấy rồi nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Đây, ở chỗ này, cậu có nhìn thấy hai cái khối slime bên dưới không? Bây giờ bọn mình chỉ cần nhảy xuống đó. Coi tôi trước nè. Ê, đây. Được rồi nè, được rồi nè. Xuống đây, nhanh lên, nhanh lên. Sao dữ vậy? Sao tôi dám nhảy được? Cố gắng lên, zombie đang tấn công đằng sau lưng đó. Cậu mà không nhảy xuống là coi như là cậu bị bọn nó ăn thịt đó. Tôi biết rồi. Một, hai, trời ơi. Rồi, được rồi. Tôi nghĩ là ở chỗ này là cũng khá xa bọn zombie rồi đó. Chắc là cũng an toàn rồi. Bây giờ, đúng rồi, bây giờ cậu phụ tôi đi. Chúng ta phải đào đất để chúng ta lắp cái nhà này lại. Không thôi zombie sẽ nghe được mùi của mình và chui vô đây đó. Nhanh lên. Lắp lại. Ôi, hình như là ổn rồi đấy. Ôi, thiệt khổ ghê luôn á. Tính ra tôi là zombie mà không hiểu sao mà tôi còn phải chạy, tôi còn phải sợ zombie tôi chạy theo bạn luôn á. Ôi, mệt ghê. Thôi, tôi nghĩ là bây giờ cũng an toàn rồi, trời cũng tạnh mưa rồi. Bây giờ á, chúng ta cứ tạm thời trú ở đây, chờ đến trời sáng là bọn zombie á, bọn nó sẽ gọi là không nghe được mùi của con người ở đâu, hiểu không? Tôi hiểu rồi. Cậu cũng vậy á, cậu tránh xa tôi ra nha. Cậu cũng là zombie chứ bộ. Rồi biết rồi mà. Thôi, tôi từ nãy giờ leo trèo hoài tôi cũng mệt quá, chắc tôi sẽ nằm ở đây tôi nghỉ một xíu. Ủa, hình như là trời sáng rồi phải không ta? Trời ơi, mệt mỏi quá. Để đi ra ngoài xem thử coi. May quá, hình như là trời sáng rồi thì phải. Thiệt luôn á, tối hôm qua tự nhiên ở đâu trong nhà xuất hiện quá trời zombie đuổi theo mình với lại các bạn kia. Đúng rồi, các bạn kia đâu rồi ta? Bạn gì đó ơi, Ủa gì vậy? Ê, tỉnh dậy đi, trời sáng rồi kìa. Bây giờ bọn mình phải kiếm chỗ nào đó để trốn bọn zombie đi, nhanh lên. Ủa, trời sáng nhanh dữ vậy? Ê, cậu kìa. Xích ra tôi 3 mét nha. Cậu vẫn là còn zombie á. Trời ơi, bạn yên tâm đi. Tôi đã nói với bạn là bây giờ tôi đã có ý thức lại của một con người rồi, cho nên là không có sao đâu. Mà kỳ lạ quá ta, sao tự nhiên tôi lại có lại được ý thức của con người ta? Hình như á là tôi nhớ là hồi tối hôm qua cái mùi gì vậy ta? Thì ra là như vậy. Ngày hôm qua khi mà tôi thấy bọn zombie tấn công nhà của cậu á, sau đó ở trên bàn nó có một cái bình gì đó màu xanh xanh, nó rơi xuống dưới. Xong đầu tôi ngửi được cái mùi của cái bình đó, xong cái tiền tôi có lại được ý thức của con người luôn. Ủa mà cái bình đó là bình gì vậy ta? Hả? Gì? Một cái bình ở trên bàn mà rơi xuống còn ngửi được hả? Đúng rồi. Bình gì vậy ta? Bình thuốc hồi máu. Hả? Vậy thuốc có hồi nghĩa máu là khi... Đúng rồi. Ủa, có nghĩa là khi cậu ngửi được cái bình thuốc hồi máu đó, cậu có ý thức của con người luôn hả? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi chỉ mới ngửi được thôi là tôi có thể gọi là có ý thức của một con người trở lại rồi. Mà tôi cũng sợ zombie luôn, tính ra tôi là zombie mà tôi cũng sợ zombie luôn á bạn. Thì ra là như vậy. Thì ra là thuốc hồi máu có thể giúp cho zombie có thể trở lại thành con người. Tôi hiểu rồi. Vậy thì bây giờ á, bạn cho tôi xin một bình thuốc hồi máu đi. Để tôi uống vô xong tôi trở lại con người luôn được không bạn? Trời, cậu nghĩ sao vậy? Đó là bình duy nhất và bình cuối cùng của tôi á, cậu hết rồi đó. Ủa, vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng là bạn có nhiều lắm chứ. Tôi chỉ mới vừa ngửi được thôi mà tôi đã có lại được ý thức của con người rồi. Vậy nếu như mà bây giờ tôi mà có nhiều thuốc hồi máu á, tôi mà uống vô á, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành con người bình thường luôn. Cho nên á, bây giờ á, bạn cho tôi đi theo bạn với. Có gì á, tôi sẽ giúp bạn chống lại zombie. Nhưng mà bù lại á, thì bạn có thể nào kiếm được thuốc hồi máu thì cho tôi, để tôi uống trở thành người được không? Để tôi suy nghĩ đó coi. Nhìn mặt cậu gian lắm. Có khi nào cậu bày mưu tính kế ăn thịt tôi đúng không?
Trời ơi, ăn thịt bạn làm gì? Tôi nói thiệt á, tôi nói thiệt. Tôi muốn trở thành con người, tôi không muốn làm zombie xấu xí đâu. Bây giờ á, tôi nếu như mà tôi muốn ăn thịt bạn á, là tối hôm qua tôi đã gọi là giúp cho bọn zombie kia ăn thịt bạn luôn rồi. Chứ tôi đâu có cứu bạn làm gì đúng không? Ờ ha, cũng đúng. Vậy giờ bạn cho mình đi theo bạn nha. Thôi rồi, tôi tin cậu lần này á. Đi theo tôi, bây giờ nè. Tôi á là một cái người gọi là nắm được hết tất cả cái thành phố này rồi. Bây giờ á, bạn đi theo tôi sẽ dẫn bạn đến một cái nơi an toàn hơn chỗ này. Đi theo tôi nhanh lên. Rồi, tôi biết rồi, đi thôi. Đi. Đi theo tôi nè, nhanh lên. Coi chừng bọn zombie nó nghe được mùi của cậu, nó kéo tới đây là chết luôn á. Nhanh lên. Ủa, cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Hay, thì tôi nói hồi nãy rồi đó. Tôi sẽ dẫn cậu đi đến một cái nơi an toàn hơn ở trong thành phố này. Đây, cậu có nhìn thấy ngôi nhà ở bên kia không? Có, tôi thấy nè. Đúng rồi, cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà ngày xưa mà tôi sống chung với bà của tôi á. Gia đình tôi á là làm nghề đánh cá cho nên là sống ở ngoài biển không à. Bây giờ á, bạn đi theo tôi có cái thuyền nè. Ê, leo đây. Rồi, bây giờ á, tôi với bạn phải qua bên kia sống thì mới an toàn được. Tại vì á, bọn zombie tôi nghĩ rằng chắc bọn nó không biết bơi đâu. Bây giờ qua bên đó sống đi cho nó an tâm, hiểu không? Qua đây. À, tôi hiểu rồi. Đây là cái nhà của tôi nè. Nhưng mà từ lúc mà bọn zombie tấn công á, tôi không biết bây giờ gia đình tôi đang ở đâu nữa. Giờ tôi không biết rằng là ba mẹ tôi, ông bà tôi có bị biến thành zombie chưa nữa. Tôi buồn lắm á. Thôi, bây giờ á, tôi với bạn gọi là tạm thời sửa lại ngôi nhà này để sống đi, được không? Thôi cũng được, nhà này cũng được nè. Nhưng mà nhìn hơi tàn. Thì tất nhiên rồi. Thôi được rồi, bây giờ phụ tôi sửa lại cái nhà đi. Rồi, thắp đuốc lên nè. Ok rồi đó cậu ơi. Tôi nghĩ rằng là cái nhà này sửa vậy là an toàn rồi đó. Lắp hết bằng kính lại với lại là gỗ lại hết rồi. Tôi nghĩ là bọn zombie á, sẽ không đánh hơi được mùi của cậu đâu. Chắc là cũng không sẽ là khá an toàn. Không ngờ nhìn cậu gọi là khù khờ này. Nhưng mà cậu sửa nhà cũng hay chứ bộ. Hay phép nhỉ. Nè, tôi nói cho cậu nghe nha. Ngày xưa tôi sống với gia đình tôi á, là tôi là người xây ra ngôi nhà này á nha. Thiệt luôn á, không hiểu tự nhiên ở đâu xuất hiện bọn zombie, sau đó tấn công hết thành phố, rồi còn gọi là tấn công cả gia đình của tôi nữa. À mà khoan, cậu ơi. Gì vậy? Cậu ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu này xíu. Ngồi xuống. Gì mà phải ngồi xuống vậy? Rồi sao? Đây, cho tôi hỏi này với. Ủa, tính ra là tôi nhớ á, là khi mà zombie tấn công cái thành phố này nè, là mọi người á, ai cũng di tản đi hết rồi. Mà tại sao cậu lại không đi theo luôn đi? Cậu ở đây làm gì để cho zombie tấn công? Thì chuyện đơn giản là gia đình tôi mà còn trên hòn đảo này. Mà không biết bây giờ gia đình tôi có bị biến thành zombie không ta. Lo quá à. Nên bây giờ tôi phải ở lại hòn đảo này để tìm được gia đình của mình. Thì ra là như vậy. Ui, vậy là tính ra cậu cũng giống mình á. Mình cũng muốn ở đây nè, để có thể kiếm lại được gia đình. Nhưng mà ai dè đâu mình bị zombie cắn xong mình biến thành zombie luôn. Tính ra là cậu, gia đình cậu cũng gọi là y hệt như gia đình tôi ha, cũng có 4 người. Nhưng mà tôi á, thì tôi xui hơn là tôi bị biến thành zombie rồi. Tôi không biết là tôi có cơ hội kiếm được gia đình hay không nữa. Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu. Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu có thể kiếm được gia đình của cậu. Nhưng mà đổi lại nhớ cho tôi mấy cái bình thuốc hồi máu thì tôi trở lại thành người nha. Rồi, tôi biết rồi. Bây giờ hai tụi mình giúp nhau được chưa? Được, yên tâm đi. Tôi mặc dù á là zombie, nhưng tôi đã có ý thức của một con người. Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu. Hứa. Nhưng mà giờ tôi cũng đói bụng quá. Hay cho cắn miếng được không? Nè, tôi biết mà. Cậu ấy nào cũng là zombie mà. Giỡn. Trời ơi, giỡn có xíu thôi mà. Gì đâu, rút súng ra luôn vậy. Ghê quá. Thôi được rồi. Bây giờ á, cậu ở đây đi. Tôi nghĩ á, mặc dù á là bây giờ á tôi đã có ý thức của một con người, nhưng mà vẻ bề ngoài của tôi vẫn là zombie, cho nên tôi sẽ ra ngoài kia để kiếm thức ăn. Còn cậu thì ở nhà đi nha. Cậu lo mà về sớm á, tôi sợ lắm luôn á. Mấy bọn zombie nhiều lúc nó lại trở lại ghê lắm luôn á. Yên tâm. Cái nhà của tôi an toàn lắm. Ở ngoài biển mà lo gì. Rồi cậu ở đây đi, để tôi đi kiếm đồ ăn cho. Nhớ về sớm nha, cẩn thận á. Rồi, được rồi mà. Mới đó mà đã trời tối rồi à. Nhanh thiệt luôn á. Kiểu này là chắc chắn bọn zombie sẽ bắt đầu đi ra ngoài để kiếm con mồi nè. Mình phải nhanh quay trở về nhà thôi. Ủa mà sao từ sáng giờ đi hoài mà không thấy một con zombie nào hết vậy ta? Chắc là buổi tối bọn nó mới xuất hiện á. Thôi được rồi, bây giờ đi về. Kiếm từ sáng đến giờ mà mới được có 5 mẫu bánh mì à. Hy vọng là cũng đủ ăn để đỡ đói. Không biết bạn nó còn ở nhà không ta? À đây. Ôi bạn ơi, tôi về nè. Ủa cậu về rồi hả? Có chuyện gì không? Thôi yên tâm đi, không có gì hết trơn á.
Tôi không hiểu sao buổi sáng tôi vô trong thành phố không thấy con zombie nào hết trơn. Chắc là bọn nó gọi là đi đâu hết rồi đó. Đây nè, tôi có kiếm được mấy ổ bánh mì, cậu ăn đi. Ôi trời ơi, đói từ sáng giờ luôn, tôi cuối cùng có bánh mì ăn nè. Ồ, nhưng mà sao tự nhiên tôi nhìn bánh mì tôi lại không muốn ăn á? Chắc là do là cái bản năng của một con zombie thích ăn đồ sống vẫn còn ở trong cơ thể của tôi. Tôi biết mà, cậu là zombie đúng không? Trời ơi, tôi đã nói là tôi sẽ không ăn thịt bạn đâu mà. Mặc dù tôi thích ăn đồ sống nhưng mà tôi không ăn thịt bạn đâu. Thôi bạn ăn đi. Chắc là tôi sẽ đi ra ngoài kiếm một con gà hay gì đó tôi ăn cũng được. Nhưng mà giờ trời cũng tối rồi, tôi cũng sợ zombie lắm. Thôi chắc để sáng mai đi. Rồi cậu ăn đi. Ôi không có ai, nhưng có ai có đồ ăn thì phải. Ê nè, bạn mà giỡn vậy nữa là tôi ăn thịt bạn đó nha. Tôi biết rồi. Cậu dễ bị chọc quá à. Hello team, hello team.